Dạ em xin phép chào chị. Chị có thể giới thiệu chị tên là gì? Mình tên là Nguyễn Thị Hoa. Chị Hoa. Chị Hoa là quê quán ở đâu đây? Quê quán ở thôn Cao Dương, xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Trời đất ơi, ở Hải Dương. Rồi. Chị bay vào đây hồi nào đấy? Chị bay từ hôm qua. Là chị đi máy bay đúng không ạ? Đúng rồi. Xa không chị? Xa ấy. Từ Hải Dương mà vào tới Bình Dương là khoảng bao nhiêu cây số chị biết không? Mình không biết. Khoảng ngàn mấy, 2000 đúng không? Đúng rồi. Gần 2000 cây số. Tầm đấy. Một quãng đường rất xa ha. Hôm nay chị vào đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ chị gì đây? Chuyện mình đi tìm bố. Tìm bố. Bố ruột. Dạ. Là Nguyễn Xuân Đoàn, sinh năm 1957. 57 mà năm nay là 2004, vậy là 67 tuổi hả chị? Đúng rồi. Chị có thể chia sẻ cái sự việc mà chị, câu chuyện của chị đi tìm bố như thế nào cho tất cả cô chú anh chị được biết? Nói chung là từ lúc mà bố đi là năm 2004, là bố là cũng có một chút việc về gia đình khúc mắc thì bố tức giận bố bỏ đi luôn. Thế xong rồi đến nói chung là anh chị, ý là các con ấy, là vẫn đi tìm bố bao nhiêu năm nay nhưng tìm không được. Đấy, nói chung lam lao cũng vào trong miền Nam để tìm bố nhưng mà không có một cái hy vọng nào lớn. Thế nhưng hôm nay là mình biết được hiệp sĩ Thanh Hải, thế là mình đến đây để nhờ đội hiệp sĩ Thanh Hải tìm bố, và rất mong muốn là bố mà nhìn thấy con thì bố về với chúng con, vì chúng con rất muốn bố về. Và nhờ tất cả mạng xã hội chia sẻ và người thân ai mà gặp được bố mình tên là Nguyễn Xuân Đoàn thì cũng báo dùm cho gia đình. Vậy là bố của chị đi cách đây là 20 năm. 20 năm trời là mình chưa nghe cái tin tức là bố ở đâu. Đúng rồi. Làm gì như thế nào. Đúng rồi. Chị là con thứ mấy trong gia đình đấy? Mình là con thứ hai. Nhà chị là đông anh em không? Nhà có ba chị em, hai gái một trai. Hai gái một trai. Và hôm nay thì có mình chị vào đây thôi đúng không ạ? Có một mình vào đây. Một quãng đường xa rất là xa xôi ha, hơn 1000, gần 2000 cây số. Tâm nguyện của chị là mong muốn là biết được bố ở đâu, muốn gặp bố. Vâng. Đặc biệt rằng là tuổi của bố của chị hiện tại là 67 tuổi. Đúng rồi. Muốn được dành cái thời gian để báo hiếu cũng như chăm sóc bố về già đúng không ạ? Đúng rồi. Mà bây giờ thì chưa biết được cái thông tin chính thức là bố của chị ở đâu. Đúng rồi. Ngày đó là vì giận gia đình, giận các con hay như thế nào chị? Nói chung là cũng không hẳn là phải giận các con, không biết là bố có một cái chuyện gì đó mà bố lại đi thế thôi. Cái tấm hình này là tấm hình cái lúc mà tấm hình mà bố của chị là cái này là đi bộ đội hay làm gì đấy? Bố đi bộ đội, thế xong bố làm bố vào trong như kiểu làm ở xã này, vào cựu chiến binh ấy. Dạ. Yeah. Vậy là hình này rất lâu rồi ha. Lâu rồi. Hình này là gần 35. Gần 30 năm rồi. Bây giờ thì chắc chắn rằng diện mạo tất cả mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn rồi. Vâng. Nhưng mà em vẫn hy vọng rằng chắc chắn bố của chị nếu mà nhìn thấy chị hôm nay là sẽ nhận ra được đấy. Đúng. Mấy thứ hai là bố của chị đấy là có đặc điểm rất dễ nhận, vì là bố xăm cái mép này này đấy. Xăm nút ruồi phải không nút chị? Nút ruồi đấy, xăm nút ruồi đấy, nên là cái hình dạng bố là rất dễ nhận đấy. Mẹ chị còn không chị? Mẹ chị mất rồi. Mất rồi à? Vậy là thời điểm mà bố của chị bỏ đi là mẹ còn không? Bố bỏ đi là mẹ mất. Mẹ mất. Mẹ vừa mới mất chưa được 100 ngày. Trời đất ơi. Vậy là bố của chị có một cái nỗi niềm gì đó rồi. Đúng rồi. Đúng ạ. Đôi khi cái chuyện gia đình thì em không muốn đi sâu. Bởi vì cái đó là cái chuyện riêng tư của gia đình nhà mình. Khổ thật sự. Vậy là 20 năm trời là gia đình vẫn đi tìm kiếm. Đúng rồi, mình năm nào cũng vào trong đây tìm nhưng mà không có một tin tức gì. Nhưng mà chị có nghe cái thông tin gì là bố của chị trong Nam không? Có nghe thấy. Tại vì là mình biết chắc chắn là bố ở trong Nam. Vì lúc mà bố ở nhà bố quen biết rất nhiều người trong Nam. Bạn bè. Bạn bè, kể cả là như kiểu bạn gái nữa đấy. À là người yêu hả? Không biết hẳn là có phải là người yêu không. Nhưng mà đến nhà chơi đấy là có người ở trong Nam ấy. Đấy là hồi mình mới lấy chồng ấy, xong rồi sinh cháu đấy thì có một cái
có một cái cô đấy người ở trong Nam, cô đến chơi. Thế là cô bảo cô đấy ở trong miền Nam này cũng chỉ đến chơi một lúc, xong cô ấy về, cô ấy về quê hương, cô ấy thăm gia đình đấy, xong cô ấy đến chơi ấy. Thì đấy, cái lúc đấy là mình vẫn nhớ, thì mình nghĩ là bố chỉ có ở trong Nam thôi. Vậy là đi tìm kiếm khắp nơi nhưng mà không có tin tức. Thật sự thì ở tỉnh, ở khu vực phía Nam, để nhà mình vào đi tìm mà tìm ngoài đường hoặc hỏi thông tin thì rất là khó. Đúng, em nói rồi, thật khó tìm lắm, giống đó, kiểu mò kim đáy bể ấy chị. Cái năm 2019 vào đây đúng 3 tháng liền, thậm chí phải mua một cái xe máy đấy, dạ, để đi lại đây, để đi tìm. Tâm nguyện của chị cũng như là hai người anh chị em kia của chị là vẫn mong muốn được gặp ba, gặp bố hả? Đúng rồi, lam lao cũng lam lao đây, cứ đến ngày dỗ mẹ thì lại nhớ đến bố nhiều hơn, mà không biết là bố bây giờ ở đâu ấy. Tội thương, thật sự rất thương. Các con thì bây giờ thì chắc là anh chị thì tuổi này là đã thành công hết rồi, nhưng mà bây giờ thì gia đình lại thiếu đi người bố. Bây giờ muốn làm tròn cái chữ hiếu, làm tròn bổn phận làm con, được chăm sóc bố lúc về già. Đúng rồi đấy. Mà không biết bây giờ là bố của chị ở phương trời nào. Em vẫn hy vọng rằng cái cuộc hành trình, cái cuộc tìm kiếm người thân, đặc biệt là chị vượt hơn 1.000 gần 2.000 cây số từ một tỉnh miền Bắc xa xôi để vào đây. Và em cảm ơn chị đã tin tưởng anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để nhờ anh em đi tìm bố. Em vẫn hy vọng có một cái phép màu, có một cái điều kỳ diệu gì đó. Mình cũng rất hy vọng như vậy. Sẽ giúp cho gia đình nhà mình đoàn tụ, đặc biệt là bố của chị xem được video này, ở đâu đó sớm quay trở về để đoàn tụ với các con. Vâng. Bây giờ các con đôi, vậy là các cháu của mình là bố có biết không? Ta bảo không biết là bố có biết không. Thế còn với gia đình nhà mình là không biết bố tin tức bố mà. Không, ý em nói là các con, các cháu của mình chắc là bố của chị đâu có biết đâu hả? Đúng rồi. Bởi vì là... À chị... có biết mà. Tại vì là con lớn nhà chị này và con thứ hai là ông vẫn bế em được mà. À, chị năm nay là nhiêu tuổi chị? Chị năm nay 47. Vậy là 27 tuổi là bắt đầu là bố chị bắt đầu xa chị rồi. 27 tuổi ha. 20 năm trời rồi. Mong muốn, em thật sự em rất hiểu được cái cảm giác, cái cảm xúc của chị cũng như gia đình rất mong muốn gặp lại bố. Đúng rồi. Chị lo lắng nhất 20 năm trời bố chị sẽ gặp những cái điều gì đây? Chị nói đi. Chị lo là bố, là nếu mà bố còn thì bố cũng rất vất vả, vì lúc bố đi là bố không mang đi một cái gì đấy, mà bố ở trong đây ấy, thì cuộc sống thứ nhất là tuổi bố cũng già rồi, con cũng phải đi làm thuê đấy, đấy rồi bố mới sinh sống được. Thế mà rất lo bố là ốm đau, bố cũng thỉnh thoảng cũng hay ốm đau, thế nên là mình cũng rất gọi là thương bố, rất muốn là đi tìm được bố để mong muốn bố về cùng với gia đình để chăm sóc bố đấy. Không phải riêng mình mà tất cả người thân trong gia đình đều mong muốn bố về với gia đình. Chị đã từng đăng video tìm bố lên các trang mạng xã hội bao giờ chưa? Có, nói chung là cách đây 5 năm về trước, cứ 5 năm về trước ấy, ngày nào năm nào chị cũng lại đăng lại. Mình có nhờ đài truyền hình hoặc báo chí gì không? Không, mình chỉ có đăng trên mạng xã hội thôi. Trang cá nhân thôi đúng không? Đúng, trang cá nhân thì của chị hả? Của anh em hả? Có anh em tất cả rồi, nói chung là đăng, ví dụ như kiểu là ai mà vào xã hội là cũng đều nhìn thấy đấy, đều biết đấy. Mình không có hy vọng. Chị hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất của một người con ấp ủ 20 năm trời chưa được nghe tiếng của bố, chưa được nhìn thấy mặt bố và chưa biết được bố bây giờ như thế nào, ở đâu. Em dành cho chị cái khoảng thời gian này để chị tâm sự với bố của chị. Em hy vọng bố của chị hoặc cô chú anh chị xem được, biết được thông tin bố chị ở đâu để giúp cho gia đình nhà mình sớm đoàn tụ. Em xin phép mời chị tâm sự với bố chị đi. Con là con gái thứ hai của bố này. Con đã đi tìm bố rất nhiều năm. Năm nào con cũng mong muốn được gặp bố, vì con nhớ bố lắm. Mà bố con nhìn thấy mạng xã hội mà nhìn thấy con thì bố mong bố là bố về với chúng con, để chúng con được gọi là chăm sóc bố tuổi già. Giữa bao nhiêu năm nay năm lao ha, con cũng nhớ bố nhiều. Không biết là bố ở xa có nhớ chúng con không. Thì bố mà nhìn thấy con thì thứ nhất là bố gọi điện thoại cho con sớm nhất, hoặc là bố về với chúng con. Thật sự hả? Đây là một câu chuyện rất nghẹn lòng.
em hiểu được mà. Hy vọng rằng là em hy vọng rằng là bố của chị là chú đang ở phương trời nào đó xem được video này, thấy con gái của chú lặn lội một quãng đường xá rất là xa xôi để vào miền Nam nhờ các con bên đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đi tìm chú, thì mong rằng chú xem được video này, chú hãy thu xếp, nếu chú mà chưa về được thì chú phải báo tin cho gia đình. Thứ hai là chú có gặp cái chuyện gì đó khó khăn khúc mắc thì chú cũng về đoàn tụ với các con, bởi vì tới giờ phút này các con và tất cả mọi người thân gia đình họ hàng đều rất trông chờ tin tức của chú, là không biết bây giờ chú như thế nào, ở đâu làm gì, và thậm chí nhiều người trong gia đình họ hàng còn đặt câu hỏi là không biết bây giờ chú còn hay mất, đúng không ạ? Nên mà mong rằng là chú ở đâu đó, nếu thật sự tới giờ phút này mà chú còn sống thì chú cũng phải liên hệ về để cho các con được sống với chú những cái giây phút mà tuổi của chú thì năm nay 60 rồi, thì để cho các con của chú được chăm sóc chú lúc về già, được làm tròn chữ hiếu, đúng nghĩa bổn phận là làm con. Thì mong rằng là chú ở đâu đó chú hãy sớm quay trở về. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy hình của chú, đặc biệt nhận dạng là chú có thể cái hình này 20 mấy năm về trước, thì bây giờ chú là thay đổi rất nhiều, có thể già hơn, có thể là sức khỏe yếu đi, mọi thứ đều thay đổi. Thì có một cái đặc điểm rất dễ nhận dạng các cô chú anh chị, đó là trên mép của chú là có hai cái nút ruồi là chú xăm vào đấy. Nên mà cô chú anh chị có thấy, cũng biết được cái hình ảnh của chú và biết được chú ở đâu đó, liên hệ về với số của anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải theo số 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp chú sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình. Và mong rằng video này khi mà anh em đăng tải lên rất cần được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa. Hy vọng một ngày gần nhất thì gia đình của chị gái đây có cuộc đoàn tụ, và mong rằng cuộc đoàn tụ đó sẽ một ngày sớm nhất. Chị có điều nào chị muốn nhờ tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng không? Có. Chị nói đi. Mình mong muốn của mình, tâm huyết của mình vào đây cũng là chính là để nhờ thứ nhất là anh em hiệp sĩ Thanh Hải, sau đó là trên mạng xã hội để loan giải cái tin tức của mình đi tìm bố, thì rất mong mọi người giúp đỡ và cùng nhau gọi là tìm cho bố mình về với gia đình. Dạ. Mình rất cảm ơn. Cái sự việc của chị thì anh em đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức đăng tải video này nhanh nhất có thể lên khắp các trang mạng xã hội chị nhá. Thì hôm nay chị về đây, chị nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm bố. Chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm bố mình không? Có. Dạ. Và rất mong muốn. Em chúc chị về Hải Dương thượng lộ bình an. Và cái điều đặc biệt là gia đình nhà mình sớm gặp lại người bố thân yêu nhá. Chị nhá. Mình cảm ơn tất cả hội hiệp sĩ Thanh Hải và tất cả trang xã hội trên mạng. Dạ rồi, em xin phép chào chị. Dạ, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.